Hello everyone! Welcome to Utica Canal Michigan channel. Thank you so much to support Utica Canal Michigan. Please subscribe Utica Canal Michigan at YouTube to watch more video about my family. Hopefully you enjoy the video today. you have a wonderful day. make sure you are beautiful and happy. We see you at the next video. Remember to finish your happy day. Bye bye! I love you so much! Bye bye. Beauty now Michigan mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày vui khỏe. Mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng ngắm một ngày bình thường ở Michigan và mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng nghe tin tức của ngày hôm nay. mở đầu bản tin tức của ngày hôm nay, Utica, New Michigan mời cả nhà nghe bài viết của Max Mazda. Doanh thu vũ khí Mỹ đạt kỷ lục do tác động từ chiến tranh Ukraine. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đẩy nhu cầu vũ khí tăng vọt, qua đó giúp doanh thu bán vũ khí nước ngoài của Mỹ đạt kỷ lục 238 tỷ USD trong năm 2023. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ đã trực tiếp đàm phán. 81 tỷ USD trong tổng doanh thu 56% so với năm 2022, phần còn lại đến từ hoạt động bán hàng trực tiếp của các công ty quốc phòng Mỹ cho nước ngoài. Nước láng giềng Ukraine là Ba Lan hiện đang trong quá trình mở rộng quân đội, nằm trong số những khách hàng mua sắm vũ khí lớn nhất của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ba Lan đã chi 12 tỷ USD mua lô trực thăng Apache, 10 tỷ USD cho hệ thống pháo phản lực di động cao HIMARS và 3,75 tỷ USD cho xe tăng M1A1 Abrams. Ngoài ra, Ba Lan còn chi 4 tỷ USD cho hệ thống chỉ huy tác chiến phòng thủ tích hợp, phòng không và tên lửa. Thủ tướng Ba Lan Donald đã cam kết sẽ tiếp tục chương trình hiện đại hóa quân đội của chính phủ bảo thủ tiền nhiệm, với mục tiêu biến Ba Lan thành lực lượng lục quân hùng mạnh nhất châu Âu. Chuyển giao vũ khí và thương mại quốc phòng là những yếu tố quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ và có khả năng tác động lâu dài đến an ninh quốc tế và khu vực. Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm thứ Hai cho biết, doanh thu bán hàng tăng cao cũng còn xuất phát từ việc các nước quay lưng lại với Nga, vốn là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai sau Mỹ trong nhiều thập kỷ. Theo bà Myra Rines, chủ nhiệm văn phòng chuyển giao vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Phát biểu với tờ báo Politico bà Myra Resnick, nhận định ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang và sẽ tiếp tục thất bại và các nhà sản xuất vũ khí Nga đang mất đi những nguồn tài nguyên từ nước ngoài, chẳng hạn tiền mặt. Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden lập luận rằng việc Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine đã giúp thúc đẩy nền kinh tế nội địa thông qua hoạt động bán vũ khí. Tuy nhiên, giới lập pháp Mỹ ngày càng muốn chấm dứt việc hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine nhiều thành viên phe Cộng hòa yêu cầu xem xét việc hỗ trợ này song song với việc cải tổ chính sách nhập cư. Vào thứ tư ngày 31 tháng 1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã sẽ đến thăm cơ sở sản xuất tên lửa Lockheed Martin ở Alabama, mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đối với liên minh này. Bên ngoài châu Âu, báo cáo về vũ khí cho thấy Hàn Quốc đã chi 5 tỷ USD mua máy bay F-35 và Úc chi 6,3 tỷ USD mua máy bay C-130C-30 Super Hercules. Nhật Bản cũng đã thỏa thuận 1 tỷ USD cho máy bay cảnh báo sớm trên không e 2 d Hawkeye. Yuti Kanao Michigan mời cả nhà nghe tin tức tiếp theo. CEO TikTok phủ nhận liên quan đến đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong phiên điều trần ở Washington DC hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton liên tục hỏi CEO TikTok Zhou Zi Chiu về mối quan hệ của ông với đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù ông Chiu liên tục khẳng định rằng ông là người Singapore. Trong màn chất vấn kéo dài một phút, Thượng nghị sĩ Cotton hỏi ông Chief về quốc tịch, hộ chiếu và liệu ông có phải là thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Indiana, Michigan mời cả nhà nghe tin nóng tiếp theo. FBI cáo buộc hacker do Trung Quốc tài trợ tấn công hạ tầng kỹ thuật Mỹ. Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI cho biết họ đã vô hiệu hóa hoạt động tấn công mạng của một nhóm hacker được chính phủ Trung Quốc tài trợ. Nhóm này đã nhằm vào các hạ tuần kỹ thuật công cộng quan trọng như mạng lưới điện và đường ống dẫn dầu của Hoa Kỳ. Trong một cuộc trao đổi với giới lập pháp Mỹ, Giám đốc FBI Christopher Gray cho biết đã khởi động một chiến dịch nhằm vô hiệu hóa hoạt động của nhóm Von Ông Gray cáo buộc nhóm này tấn công hàng trăm bộ định tiến cũ được sử dụng trong các văn phòng để truy cập dữ liệu các tài sản quan trọng của Mỹ. Hiện chính phủ Trung Quốc chưa phản hồi về cáo buộc này. Tuy nhiên, trước đó Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc về tài trợ thực hiện chiến tranh mạng chống lại các quốc gia khác, phát biểu trước một ủy ban quốc hội hôm thứ Tư ngày 31 tháng 1. Ông Bray cho rằng Trung Quốc đang chủ động đặt nền móng cho việc làm tê liệt các hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng của Hoa Kỳ khi hai quốc gia xảy ra xung đột. Tháng 5 năm ngoái, microsoft cảnh báo việc nhóm vô typen đang nhằm vào một số tài sản công bao gồm cả những tài khoản email của chính phủ đó là lần đầu tiên hoạt động tấn công mạng của nhóm này được ghi nhận công khai theo fbi nhóm này đã nhằm vào hàng loạt hạ tầng kỹ thuật quan trọng cấp quốc gia bao gồm hệ thống xử lý nước hệ thống lưới điện giao thông vận tải mạng lưới viễn thông cũng như đường ống dẫn dầu và khí đốt Ông Bray cho biết nhóm đã cài đặt những phần mềm độc hại và chiếm quyền kiểm soát hàng trăm bộ định tuyến cũ được kết nối với các hệ thống hạ tầng này. Phần mềm độc hại của vốn Thaipen cho phép Trung Quốc che giấu hoạt động do thám và khai thác hệ thống mạng nhằm vào các hạ tầng kỹ thuật quan trọng ông nói với ủy ban quốc gia phụ trách về cạnh tranh giữa hoa kỳ và trung quốc ông giải thích rằng việc này cho thấy tin tặc đang chuẩn bị gây ra hỗn loạn kèm theo thiệt hại nghiêm trọng trên thực tế cho công dân và các cộng đồng mỹ nếu trung quốc quyết định tấn công họ sẽ không chỉ tập trung vào các mục tiêu chính trị hay quân sự ông nói thêm các chuyên gia an ninh mạng ở hoa kỳ trước đó đã cảnh báo về việc trung quốc nhằm vào các hạ tầng kỹ thuật để từ đó tiến tới cắt đứt khả năng liên lạc của mỹ khi hai nước xảy ra xung đột tại phiên điều trần hôm thứ tư chủ tịch ủy ban đặc nhiệm về cạnh tranh chiến lược giữa mỹ và trung quốc cho biết hành động này có mức độ ảnh hưởng tương đương với việc đặt bơm ở các cây cầu nhà máy điện của mỹ bắc kinh công khai chỉ trích ủy ban này đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến tội phạm công nghệ cao Chính phủ Trung Quốc kêu gọi ủy ban này bỏ đi những định kiến ý thức hệ và tâm lý chiến tranh lạnh gây gắt. Tuy nhiên, ông Bray đã phát thảo chi tiết về nguồn lực mà Bắc Kinh sử dụng cho chiến tranh mạng và nói rằng chiến dịch tấn công mạng của Trung Quốc có quy mô lớn hơn tất cả các cường quốc khác cộng lại. Ông cũng nói rằng số nhân viên an ninh mạng của FBI bị áp đảo với tỷ lệ một chọi 50 so với phía Trung Quốc. Beauty Canal Michigan mời cả nhà nghe bài viết của tác giả tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, bài viết gửi từ Virginia, Hoa Kỳ. Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973, Kissinger, Lê Đức Thọ và vấn đề Việt Nam Cộng Hòa. Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Luxembourg, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet, ngoại ô Paris. Nơi đây, từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà, bóng hồ. Ông thấy lầm mình nao nao vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ. Người ta thường hỏi tôi lúc nào tôi đã xúc động nhất trong cuộc đời công vụ của mình. Kissinger viết trong hồi ký White House Years, trang 13456. Giờ phút làm tôi cảm động nhất phải là buổi sau trưa ngày Chủ nhật, mát dịu vào mùa thu năm ấy, khi bóng rợp bao trùm trên thành phố Paris êm đềm. Hôm ấy là Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 1972. Cuộc họp với Lê Đức Thọ dẫn đến việc ký hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Danh tiếng của Kissinger nổi lên như sóng cồn và ông nhận được giải Nobel Hòa bình năm 1973 cùng với ông Lê Đức Thọ nhưng ông Thọ không nhận. Ngày 10 tháng 12 năm 1973 là ngày trao giải thưởng vì không thể có mặt tại Oslo vào ngày này, Kissinger nhờ ông Thomas Brainy, đại sứ Mỹ tại Na Uy, đọc bài diễn văn thay ông rất hùng biện về ý nghĩa của Cộng hòa, bài diễn văn mở đầu. Giải thưởng Nobel Hòa Bình là một giải thưởng cho mục đích cũng như giải thưởng cho một cá nhân. Hơn cả thành tựu về hòa bình, nó tượng trưng cho chính sự đi tìm kiếm hòa bình. Phát biểu như vậy là Kissinger đã nói dối với cả thế giới, với lịch sử. Và điều này thì Ủy ban Nobel cũng đã nghi ngờ khi quyết định trao giải thưởng. Ngày nay nhìn lại, Mới đây, ngày 12 tháng 1 năm 2023, theo Reuters thì hồ sơ về các đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 1973 đã được giữ bí mật trong 50 năm theo quy định, cho nên bây giờ mới được tiết lộ. Hồ sơ này cho biết Ủy ban Nobel vẫn trao giải Hòa Bình năm 1973 cho nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ Henry Kissinger và ông Lê Đức Thọ của Bắc Việt Nam nhưng đây là một trong những giải gây tranh cãi nhất trong lịch sử của giải này ủy ban vẫn trao giải dù khi đã biết rõ rằng chiến tranh việt nam khó có thể kết thúc sớm giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, người đã xem xét các tài liệu liên hệ nói với Reuters. Bây giờ tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn lúc đó rằng Ủy ban có thể đưa ra một quyết định tồi tệ đến như vậy. Lúc ấy, hai trong số thành viên của Ủy ban Nobel đã từ chức để phản đối. Sở dĩ như vậy là vì Kissinger đã tìm kiếm hòa bình trong gian dối và với mục đích một phần không nhỏ là phục vụ quyền lợi riêng của mình, như tác giả Robert Dowleck đã viết trong cuốn Partner in Power: Nixon and Kissinger năm 2007. Tổng thống Richard Nixon và tướng Alexander Haig tin chắc rằng Henry được thúc đẩy mạnh mẽ về tất cả những sự việc này vì muốn rằng sau cùng thì chính mình là người đã mang lại hòa bình. Hai người cho rằng đây là một vấn đề lớn vì do vậy là Kissinger đã cố gắng thúc đẩy cho bằng được để có một hiệp định. Trích dẫn trong bài viết Henry is strongly motivated in all despite a desire for a personality being the one for finally bring about the final peace settlement they saw this as a mirror problem in that is causing him to push harder for settlement câu hỏi đặt ra năm mật đàm là hư vô như thế nào Dù trong thời gian 2016 đến 2023, một số tài liệu về hiệp định Paris đã được giải mật, nhưng toàn bộ hồ sơ liên hệ với mật đàm của ông Kissinger vẫn chưa được tiết lộ. Đó là Kissinger đã giấu nhẹm hồ sơ này đi và nó không còn nằm ở Hội đồng An ninh Quốc gia tại tòa Bạch Ốc nữa. Thật may mắn là hồ sơ vẫn còn được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cất giữ kín và chúng tôi đã được ông trao cho và giữ lại cho lịch sử. Về bối cảnh xung quanh câu chuyện này thì chúng tôi đã ghi lại trong cuốn sách bất tử Việt Nam Cộng Hòa Kissinger và 8 thủ đoạn nhân hiểm sắp được phát xuất bản vào hè năm 2024. Thật gian dối với tài ba lỗi lạc và mưu lực nham hiểm, Kissinger đã đánh lừa được Tổng thống, Quốc hội Hoa Kỳ và cả thế giới và là đã mang lại hòa bình, và danh dự cho miền Nam Việt Nam, nhưng ông đã không đánh lừa được tổng thống Thiệu. Trở lại buổi họp Kissinger và Nguyễn Đức Thọ ngày 8 tháng 10 năm 1972, họp xong Kissinger bay về Washington báo cáo cho tổng thống Nixon là ông Thọ đã nhượng bộ hoàn toàn và thuyết phục ông Nixon cho phép ông bí mật bay đi Hà Nội để ký tắt vào bản sơ thảo hiệp định kế hoạch là vào ngày 24 tháng 10 năm 1972 ký xong thì trở về Washington và lúc ấy thì mới tiết lộ về hòa bình theo kịch bản này thì sự tiết lộ về chiến đi Hà Nội chắc chắn sẽ gây chấn động hơn là việc tổng thống Nixon tiết lộ về việc ông Kissinger đã mật đàm tại Paris và việc ông đi Bắc Kinh hồi tháng 7 năm 1971 nhưng vì ngày bầu cử nhiệm kỳ 2 của tổng thống Nixon là ngày 20 tháng 11 năm 1972 đã gần kề, ông e ngại rằng ông Thiệu sẽ phản thùng không ký giống như hồi bầu cử tháng 11 năm 1968 do chính ông Nixon suối để phá vỡ hình ảnh hòa bình do ứng cử viên Đảng dân chủ là Hubert Humphrey đưa ra giúp Nixon thắng cử thì ảnh hưởng lại bất lợi cho Nixon vào lúc này. Vì vậy, ông chỉ thị Kissinger phải ghé Sài Gòn để thuyết phục ông Thiệu trên đường đi Hà Nội. Tôi sẽ không ký. Kissinger tới Sài Gòn ngày 18 tháng 10 năm 1972 và hợp với Tổng thống Thiệu tại Dinh Độc Lập ngày hôm sau. Hết sức thân mật, niềm nở, ông trao cho ông Thiệu một lá thư của Tổng thống Nixon đề Ngày 16 tháng 10 năm 1972, lời lẽ lâm ly thấm thiết, bức thư thật dài đã giải thích cặn kẽ về kết quả tốt đẹp của việc đàm phán tại Paris qua bản sơ thảo hiệp định và nói đây quả là một sự đảo ngược quan trọng về lập trường của Bắc Việt, thêm vào đó là những hứa hẹn đủ điều để tăng mức độ tin cậy. Ký thư xong, Nixon còn viết tay thêm vào là Đề nghị này thỏa mãn được điều kiện tuyệt đối của tôi là Việt Nam Cộng Hòa phải tồn tại như một quốc gia tự do. Cái đau đớn của ông Thiệu là phản hồi nghe Kissinger thao túng bất tuyệt. Đây là phúc lợi, thuận lợi để đi tới một hiệp ước với Bắc Việt. Vì dù sao chăng nữa, Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có một quân lực trên một triệu người và đã kiểm soát được 85% dân số rồi khi ông Thiệu hỏi tại sao trong hiệp định không có đoạn nào nói tới Bắc Việt rút quân khỏi miền Nam thì Kissinger trả lời. Chúng tôi đã thảo luận điều đó với Bắc Việt, nhưng họ không chấp nhận, cho nên chúng tôi nghĩ rằng không nên để nó vào văn bản để khỏi làm hỏng bầu không khí. Không chế ngự được nữa, ông Thiệu đã phản ứng mạnh và đã có những cuộc đối thoại gây gắt trong hai ngày tiếp theo. Từ Sài Gòn, ngày 21 tháng 10 năm 1972, Kissinger đã đánh điện về Washington yêu cầu Tổng thống Nixon cứ cho ông đi Hà Nội, mặc dù Sài Gòn chống đối hiệp định. Hôm sau, Kissinger lại báo cáo thêm, những yêu sách của ông Thiệu gần như là điên khùng. Dẫn His demands verge on insanity. Chỉ còn vài tuần lễ nữa là tới ngày bầu cử. Nixon lưu ý Kissinger là nếu hấp tấp quá mà không có sự đồng ý của ông Thiệu thì sẽ là một trở ngại chính trị. Dù sao, Kissinger hy vọng là cuối cùng thì những cam kết chắc chắn của Tổng thống Nixon và Tổng thống Thiệu sẽ đồng ý ký. Khi nói chuyện với chúng tôi về giai đoạn này, Tổng thống Thiệu tâm sự, Kissinger đến với mình không như một chiến hữu mà là đến để biện hộ cho lập trường của Bắc Việt tâm trạng ông như vậy nên ta có thể hiểu được câu kết luận của ông vào cuối buổi họp khi đại sứ Mỹ là Ellsworth Brunker. Đại sứ cùng đi với Kissinger đặt câu hỏi. Vậy thì thưa Tổng thống, lập trường chót của ngài là không ký, phải không? Vâng, đó là lập trường cuối cùng của tôi, ông Thiệu đáp. Tôi sẽ không ký và xin ngài thông báo cho Tổng thống Nixon biết như thế xin mời quý vị trở về washington và nói với tổng thống nixon rằng tôi cần được câu trả lời câu hỏi đặt ra tại sao tổng thống thiệu không ký đó là vì ông kissinger đã thất bại hoàn toàn trong việc đàm phán với ông lê đức thọ nhưng lại báo cáo với tổng thống nixon ngược lại và thuyết phục ông ép tổng thống thiệu chấp nhận ký kết hiệp định trên căn bản là phía cộng sản đã nhượng bộ hoàn toàn thay vì đi vào chi tiết từng điểm của hiệp định như vậy sẽ quá dài nên đơn giản và gọn gàng nhất là ta cứ so sánh kết quả của những sự việc theo phương pháp trước và sau đàm phán. Câu hỏi đặt ra, bắt đầu đàm phán lập trường của hai bên như thế nào? Lập trường của Bắc Việt, ngày 9 tháng 5 năm 1969, phía cộng sản đưa ra lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng miền Nam, căn bản là đòi hỏi thứ nhất quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi miền Nam và thứ hai, đang khi chờ đợi một cuộc tổng tuyển cử tự do, dân chủ ở miền Nam, tất cả các phe phái chính trị miền Nam sẽ đàm phán để thành lập một chính phủ liên hiệp tạm thời. Lập trường của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa Ngày 14 tháng 5 năm 1969, tổng thống Nixon tuyên bố lập trường chung của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa, thay vì đòi quân đội Bắc Việt phải rút 6 tháng trước khi quân Mỹ bắt đầu rút như lập trường của tổng thống Lyndon Johnson ông nixon đưa ra đề nghị là cả hai bên cùng rút một lúc rồi ông tóm lại trên đài truyền hình cho cả thế giới nghe chúng tôi đã gạt bỏ ra ngoài hoặc là việc rút lui khỏi việt nam một cách đơn phương hoặc việc chấp nhận tại paris bất cứ giải pháp nào có tính cách như một thất bại ngụy trang và đó là phát họa về một giải pháp mà chúng tôi muốn đàm phán ở paris Nguyên tắc căn bản của nó là đơn giản triệt thoái cả hai bên bất cứ quân đội nào không phải là quân đội miền Nam ra khỏi miền Nam Việt Nam và giành quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam. Xem khi đồng minh tháo chạy trang 646. Henry Kissinger vào cuộc như thế nào? Ngày 4 tháng 8 năm 1969, năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống Nixon, ông Kissinger giả bộ đi Paris gặp tổng thống George Pompidou. Nhưng thật ra là để gặp hai ông Xuân Thủy và Mai Văn Bộ tại nhà ông Jean Santoni, không xa phố sang trọng Drew de Rivoli. Ông mở đầu bằng câu phát biểu, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận rằng nó giống như 10 điểm răng chúa. Nó đã được khắc vào bia đá không thể điều đình được trích dẫn trong cuốn sách viết We were prepared to discuss the ten points of the National Liberation Front, but we could not accept that like the Ten Commandments, they were given in stone and not subject to negotiation. Kết thúc mật đàm lập trường của hai bên như thế nào và ra sao? kết thúc mật đàm là Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1 năm 1973. Hiệp định này rất phức tạp, gồm 23 điều, mỗi điều khoản gồm nhiều tiểu điều, dài dòng văn tự. Ngay từ năm 1973, chúng tôi đã bỏ ra nhiều công sức tìm kiếm những lập trường đàm phán để so sánh vì ít người còn nhớ hay quan tâm đến lập trường của hai bên đàm phán vào năm 1969. Khi xem xét toàn bộ hồ sơ tại Dinh Độc Lập thì chúng tôi cũng không tìm thấy văn kiện nào về sự so sánh này. Người dân và truyền thông Hoa Kỳ thì cũng chỉ biết được những gì do hai ông Kissinger và Nixon tuyên bố phân tích. Kết quả, sự nghiên cứu của chúng tôi là 10 điều khoản vắng gọn do Mặt trận Giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 năm 1969 đã được gói ghém trọn vẹn và còn được liệt kê ra rõ ràng chi tiết cặn kẽ trong 23 điều khoản dài dòng của Hiệp ước Hiệp định Paris ký ngày 17 tháng 1 năm 1973 trong cuốn sách biên tập Việt Nam Cộng hòa chúng tôi đã có bản so sánh chi tiết về hai lập trường này và kết luận rằng hiệp định Paris còn nhượng bộ nhiều hơn là đòi hỏi của mặt trận giải phóng đưa ra năm 1969. Tóm gọn là như thế này, chỉ có hai vấn đề quan trọng nhất cần đàm phán, đó là thứ nhất, quân đội Bắc Việt tiếp tục đóng lại ở miền Nam và thứ hai là một chính phủ liên hiệp giữa các phe nhóm miền Nam. Trong hai điều đó, điều thứ nhất có ý nghĩa quan trọng nhất hiệp định paris đã nhượng bộ hoàn toàn về vấn đề này điều thứ hai chỉ có một cái tên được thay đổi là hội đồng giải hòa và hòa hợp dân tộc được sử dụng thay vì chính phủ liên hiệp Tuy nhiên, sự khác biệt là không đáng kể vì hội đồng này bao gồm tất cả các chức năng chính của chính phủ liên hiệp như được những người cộng sản định nghĩa vào năm 1969. Hiệp định Paris đã gói gọn những điều mà Kissinger gọi là 10 điều răng của Chúa, nó đã được khắc vào bia đá, thí dụ như điều khoản quan trọng nhất là về quyền quân sự. Hiệp định này lại còn nhượng bộ hơn là đòi hỏi ban đầu của mặt trận giải phóng vì còn thêm vào là quân đội Mỹ và đồng minh phải rút nội trong 60 ngày và quy định việc rút đi một cách chặt chẽ, đầy đủ hơn nhiều. Điều 2 của 10 điểm do mặt trận giải phóng đưa ra năm 1969 chỉ đòi là chính phủ Hoa Kỳ phải triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam tất cả quân đội, vũ khí và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của tất cả các quốc gia thuộc phe Hoa Kỳ mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Điều 5 của hiệp định Paris năm 1973 được viết nội trong 60 ngày sau khi bản hiệp định được ký kết tất cả quân đội cố vấn quân sự và nhân viên dân chính làm việc cho quân đội bao gồm nhân viên kỹ thuật làm việc trong các chương trình bình định, vũ khí và đạn dược và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của các quốc gia khác đã dẫn ở điều 3 phải được hoàn toàn triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam. Các cố vấn cho tổ chức bán quân sự và cảnh sát thuộc các quốc gia nêu trên cũng phải triệt thoái trong thời hạn nêu trên. Kết quả mật đàm là như vậy, cho nên khi ông Nixon nghe lời của Kissinger mà ép ông Thiệu phải chấp nhận Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tuyệt vọng đến mức phải viết thẳng cho Tổng thống Nixon trong thư ngày 11 tháng 11 năm 1972. Thưa Tổng thống, nếu như hiệp định này cho phép quân đội Bắc Việt đóng lại ở miền Nam Việt Nam thì những công lao tranh đấu và bao nhiêu hy sinh chúng ta đã gánh chịu trong quá nhiều năm đều trở thành vô nghĩa. Những hy sinh phải gánh chịu bao gồm từng trăm ngàn mạng sống của những chiến sĩ và người dân Việt Nam ở miền Nam cũng như sự tàn phá khôn lường của chiến tranh. Những hy sinh mà chính Hoa Kỳ phải gánh chịu là 15.000 sinh mạng quân nhân Mỹ, 100.000 người bị thương và 62 tỷ đô la cộng với những chi phí khác mà xã hội Mỹ phải gánh chịu chỉ trong suốt 4 năm đàm phán bí mật năm 1969 đến năm 1972 của Henry Kissinger. Tổn thất của Hoa Kỳ trong cả cuộc chiến Việt Nam còn cao hơn nữa. Như vậy, Henry Kissinger đã thực sự đánh lừa cả thế giới về hòa bình và danh dự và ông đã phản bội cả Việt Nam Cộng hòa lẫn Hoa Kỳ. Bài viết này của tác giả Nguyễn Tiến Hưng trích từ sách và nghiên cứu của ông Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 1935 ở Thanh Hóa, từng giữ chức Tổng trưởng, Bộ trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, kim cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước năm 1975 ở Sài Gòn. Ông là tác giả cuốn Khi đồng minh tháo chạy và là đồng tác giả cuốn The Palace Files, hồ sơ dinh độc lập, viết cùng Zero Scatter bằng tiếng Anh. Hiện ông định cư tại Hoa Kỳ. Utica, New Michigan, mến chúc cả nhà một mùa xuân vui khỏe. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn luôn yêu thương và đồng hành cùng với kênh Utica, New Michigan trên mọi nẻo đường. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn ủng hộ gia đình của Dũng Sự. Gia đình của Dũng Sự rất vui được làm quen với quý cô chú anh chị và các bạn. Hãy nhớ bấm like, bấm share để video của mình được nhiều người xem hơn. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà ở những video tiếp theo